Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cầu con được mãn nguyện. Ông Phan Thế Thời là người rất giàu có ở huyện Sông Thành. Hai vợ chồng đã quá 40 tuổi vẫn không có con, nên rất lấy làm hối tiếc. Họ rất ngưỡng mộ đức hạnh của Hòa Thượng. Sau khi quy y, họ siêng năng học tập Phật Pháp. Hai vợ chồng thường đối trước Bồ Tát Quán Thế Âm cầu Bồ Tát gia hộ cho họ có con. Phan Tế Thời thỉnh Hòa Thượng chỉ dạy cho việc cầu con. Hòa Thượng bảo, ông nên làm nhiều việc thiện, sao ông không đem phân nửa tài sản của ông bố thí cho tất cả chúng sanh để tích lũy công đức. Nếu làm được như vậy, tin rằng ông sẽ được mãn nguyện. Nghe Hòa Thượng chỉ bảo xong, ông bèn phát tâm bố thí, sửa chùa, tạc tượng, cúng dường tam bảo, trợ giúp hội từ thiện. Qua năm sau, vợ ông sanh được một bé trai, đặt tên là Thí Đức. Đứa bé này thông minh, lanh lợi. Sau khi có con, ông càng tin sâu Phật Pháp, hàng ngày tụng kinh, niệm Phật, siêng tu pháp lành. Ha ha ha, 问什么的说